Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cảm nhận của khách hàng trên website. Đầu tiên các bạn sẽ vào trang quản trị admin ha. Mình vào bản tin, các bạn sẽ cài một cái plugin. Mình vào gói mở rộng và mình cài mới. Mình sẽ cài cái plugin tên là Kudo Testimonial Widget ha. Đó. Testimonial có nghĩa là cảm nhận của khách hàng ha. Kudo Burst là cái tên thương hiệu do KudoBuzz viết ra cái plugin này. Ok. Rồi, mình sẽ nhấn vào nút cài đặt. Sau đó các bạn sẽ kích hoạt luôn ha. Đó. Sau khi cài login thì nó hiển thị ra cái bảng Welcome này. Mình sẽ nhấn vào cái nút màu cam này để mình đăng ký một cái tài khoản trên KudoBuzz ha. Đó, các bạn sẽ đăng ký một cái email và mật khẩu tên user của mình. Ở đây mình đã đăng ký sẵn rồi cho nên nó không hỏi nữa ha. Đó. Thì các bạn sẽ kết nối cái KudoBuzz này với các tài khoản trên mạng xã hội. Đó, ở đây nó sẽ cho mình kết nối với Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus và Yahoo ha. Ok. Thì khi mà có khách hàng đánh giá website của mình bằng các tài khoản này trên các mạng xã hội này thì nó sẽ hiển thị ha. Ok. Đó. Rồi mình sẽ vào website mình xem ha. Đó. Nó có chữ review đây. Nếu mà bạn nào chưa có review thì mình sẽ vào KudoBuzz. Mình vào Customize Widget ha. Các bạn sẽ copy cái đoạn mã này và mình dán vào website để mình xác thực cái trang web đó là của mình với KudoBuzz. Mình copy cái mã này ha. Sau đó các bạn sẽ vào phần giao diện và mình sửa. Mình sẽ sửa lại cái giao diện. Đó, mình sẽ chọn cái giao diện hiện hành là LastSum. Đó, sau đó mình nhấn vào chọn ha. Rồi các bạn sẽ vào một cái mục nào đó để mình thêm cái đoạn code này. Ví dụ như mình vào footer. Rồi các bạn sẽ kéo xuống và mình dán ở trước cái thẻ body này. Đó. Để mình xác thực cái trang web này là của mình. Và KudoBuzz nó sẽ nhận ra ha. Khi mà nó nhìn thấy cái đoạn mã này thì nó sẽ nhận ra. Rồi mình sẽ lưu lại ha. Cập nhật tập tin. Ok. Đó. Sau khi các bạn đã copy đoạn mã thì website của mình nó sẽ hiện thị cái review này ha. Đó, và mình sẽ nhấp vào review mình xem. Đó, hiện giờ website mình nó có hai lượt đánh giá ha. Và các bạn sẽ mời bạn bè của các bạn trên mạng xã hội vào website mình và đánh giá để cho website mình là nó sẽ hiển thị trên Google 5 sao ha. Đó, mình sẽ vào write a review. Và mình đặt cái tiêu đề ở đây. Đặt tiêu đề đây ha. Ví dụ như web hay quá chẳng hạn. Rồi. Và mình đánh giá 5 sao ở đây. Đó. Đó. Rồi mình sẽ ghi một vài câu bình luận ha. Cảm ơn. Ban quản trị. Đó. Và mình điền tên đây ha. Điều tên Thanh. Rồi. Và nhập cái email vào. Ok. Sau đó mình nhấn vào nút submit ha. Rồi. Mình sẽ vào lại review mình xem. Refresh lại ha. Đó, có value đánh giá đây. Web hay quá ha, cảm ơn ban quản trị đây. Đó, ok. Và các bạn có thể dịch lại những cái câu chữ tiếng Anh đây ha. Mình vào KudoBuzz. Đó, mình sẽ dịch lại. Các bạn có thể chọn màu sắc cho nó. Đó, chọn màu sắc đây. Cái màu ngôi sao á, bây giờ nó màu trắng, các bạn sẽ cho nó màu vàng. Màu vàng ha. Đó. Và cái chữ màu trắng mình cho chữ màu xanh dương chẳng hạn. Đó. Rồi. Và cái nền, cái text color mình cho nó màu đỏ chẳng hạn. Rồi. Cái câu kêu gọi hành động thì mình sẽ là viết vài câu cảm nghĩ ha. Mình sẽ dịch sang tiếng Việt hết. Đó. Ok. Rồi cái review mình sẽ ghi là đánh giá web ha. Đó. Và ở đây cái nút kêu gọi hành động cũng như là đánh giá luôn. Ok. Đó. Và các bạn có thể canh, hiện giờ nó là canh trái ha. Mình có thể canh phải hoặc canh trên, canh dưới. Đó, mình chọn canh dưới bên phải ha. Ok. Đó. Và nó có thể đánh giá cả sản phẩm nữa hoặc là cả hai ha. Mình chọn cả hai luôn. Đó. Và các bạn sẽ cho nó hiển thị trên mobile. Ok. Rồi. Mình sẽ xem lại bên đây. Đó. Rồi những tính năng bên dưới nâng cao thì mình sẽ update cái sản phẩm lên, update cái tài khoản lên thì mới sử dụng được. Rồi mình sẽ lưu lại ha, xây lại. Đó, nó hiển thị bên dưới nè. Đó, theo cái màu mà mình mới điều chỉnh ha. Rồi các bạn sẽ ra trang chủ, mình refresh lại. Đó, nó nằm bên dưới góc này, dễ kêu gọi hành động hơn ha. Ok. Đó, màu nó cũng đẹp hơn này. Đó. Rồi hay ha, rất hay. Và khi mà có nhiều lượt đánh giá 5 sao thì website của bạn khi mà lên top Google nó sẽ xuất hiện 5 sao trên cái tìm kiếm của Google luôn ha. Ok. Đó, vậy là video kết thúc ở đây. Các bạn thích video này thì hãy like, hãy share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.